Alo Đạt à? Ừ, tao mới lên Hà Nội. Ừ, thế tao qua thăm mày tí nhá. Ừ, ok, giờ tao qua luôn. Ok. Nhà này to thế nhỉ? Ôi, chào bạn. Phong à, vào đây. Ngồi xuống đi. Ok. Tôi đến bạn chặt tiếp đón tôi cái gì thế này? Sao ra bạn này bạn phất thế? Tôi có bí quyết riêng của tôi. Bạn có muốn thử không? Bí quyết gì mà ác ấy? Chỉ đâu mới dạo này tao đang quẫn. Nên là lội kiếm được làm này. Trước tiên ấy, mày muốn thành công ấy thì tâm mày phải tĩnh. Mà con đường duy nhất đến cái tĩnh tâm ấy là chỉ có trà đạo. Trà đạo á? Không tin gì? Để tao biểu diễn cho mày xem. Thế thì chuyển chiêu luôn xem nào. Ok, vào việc thôi. Đây, mời thượng đế. Mày xin. Xem. Ui. Sao? Như nào, tin chưa? Có phải thật không ấy? Hay tao đang mơ, hay mày cho cái gì vào đây đúng không? Tao đã đưa mày đến cảnh giới của những người ngộ ra được trà đạo. Thế cái bộ này mày mua ở đâu ấy? Tao là tao cũng muốn giống mày đấy. Đây, mày chỉ lên siêu thị Bảo Khánh thôi. Có 10 năm kinh nghiệm bán hàng thủ công mỹ nghệ rồi, vừa uy tín vừa chất lượng, luôn là cái sự lựa chọn đầu tiên của tao. Ui, thế tao phải lên Bảo Khánh mua ngay một bộ rồi. Tuyệt vời đấy.